Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu hiệu tuyển chọn. Thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em mã hàng đó là quần ngố. Thì quần ngố hôm nay lô của mình đó là lô hàng Hồng Kông. Thì mình nhập được cái giá cũng hợp lý, cho nên là mình cũng để cho anh em giá cũng rất là phù hợp để cho anh em là có thêm sự lựa chọn. Thì hàng Hồng Kông thì ưu điểm của nó là hàng của nó cực kỳ mới, sạch. Tuy nhiên thì là nó cũng không có nhiều hiệu, nó cũng có hiệu đấy nhưng mà cũng không có nhiều. Thì hôm nay thì mình sẽ để cho anh em đồng giá là 99k cho một sản phẩm. Trong đó cũng có những con hiệu thì mình cũng chỉ để giá ở mức 99k thôi. Thì hôm nay mình sẽ lên tổng cộng là 70 mã, mã từ S1 đến mã S70. Thì mình sẽ cùng đến với nội dung chính video hôm nay nhé. Thì mình sẽ đồng giá là 99k. Thì anh em nào mua 2 cái mình sẽ free ship, và mua 3 cái thì mình sẽ tặng thêm 1. Mua 3 tặng 1 anh em nhé. Thì mã đầu tiên này là mã S1 này. S1 này, đấy, một em quần xước này. Đấy. Màu rất là hay, co giãn này. Đấy, mã S1 này. Eo 74, dài 47, ống 19 anh em nhé. Của Diffusion Space này. Kiểu 99k một con quần sock thôi anh em nhé. 99k này. Đây, tác của nó đây. Chúng mà hàng đều là mới hết anh em ạ. Đều là hàng mới hết. Mới. Có những con nào mà còn chưa cắt. Cục của nó này. Mã S1 này. Tiếp theo này, mã S2. S2 này. Eo 82, dài 71, ống 21. Con này kiểu dài nhá, kiểu dáng dài anh em nhá. Kiểu dáng dài này. Đấy. S21 này. Và form size 30. Tiếp theo này, mã S3 này. Eo 78, dài 57, ống 22. Những cái con hàng của Hồng Kông thì chất lượng nó rất là ok, có một cái là nó ít hiệu thôi, ít hiệu rồi anh em. Chứ còn đa phần thì là hàng rất là mới, đẹp. Đây con này của Big Champ Fit này. Cúc này. Quần con này rất mỏng nhá, vải rất mỏng, size 29 này. Pansy này, mã S4 này. Eo 98. Dài 61, ống 23. Con này rất là mỏng anh em nhá. Này hàng rất là mỏng này. Con size 36, size to này, bên China này. Hàng rất là mới. Mã S5 này. S5 này. Ủa, con này siêu phẩm luôn này. Hàng hiệu này. Cúc này. Mã S5 này. L98 này. Con này không có giãn anh em nhé. L98 dài 60, ống 26 này. Đấy. Này nó có logo theo này. Logo theo này. Tác này. Kỳ mới này. Tiếp theo mà S6 này. Này logo theo là DC How rồi. S6 là L90, dài 59, ống 24. Form dáng lại rất là đẹp này. Mới trên 99%. Cực mới luôn. Đây là logo theo con rồng này. Này hay phết này. Cúp này. Trong này. Tiếp theo mà S7 này. L88, dài 74, ống 61, à ống 21. Fashion Connect. Đó, anh em nào mà cần chụp ảnh hay là chi tiết hơn về sản phẩm thì cứ inbox theo Zalo giúp em nhé. Ống size 33 này. S7, L88 này. Mã tiếp theo này. Mã S8 này. L92, dài 59, ống 23. Con này là có khóa cúc này. Cúc sau này. S8, L92 anh em nhé. Eo to. Con này anh em đeo thắt lưng này. Đeo thắt lưng này. Mặc rộng thì đeo thắt lưng rất là đẹp.
Phúc này. Con này của Metabon này, con này hàng hiệu này. S9 này. S9 này vải con này mềm lắm này. S9 này L86 này dài 62 ống 23. Anh em mua 3 cái em tặng 1 cái nhá. Mua 3 tặng 1. Đang đầu mùa đấy anh em cứ mua đấy, làm 3 chiếc mặc cả mùa luôn. Giá hợp lý. 3 tặng 1 em vẫn free ship cả 4 cái đấy anh em nhá. Mã S10 này, L74 dài 57, ống 22. Ống 22. Khác này. Tác của nó này. Tiếp theo là mã S11 này, L92 này. Dài 62 ống 24. Dài 62 ống 24. Ống 24. Con này không có giãn anh em nhé, không có giãn. Rồi, tiếp theo một con này cũng có giãn này. Hàng có giãn này, vải rất là mềm này. Pau jean này, con này hàng cũng kiểu hàng hiệu này. Ôi, con này mặc chắc sướng lắm này. Đây, có một cái khóa đây này. Mẹ hay này. Mẹ hay này. Đấy. Ở S12 này, L86 này. Ống 57 dài 26. À, rộng dài 57, ống 26. L86. Đấy, này hay lắm anh em ạ. Đây, con này hay này. Con này 99k là quá rẻ rồi. Cực kỳ mới. Con này nó bị hỏng cái khóa đây. Con này em tặng nhá. Con này mã S13 này. L76 dài 60, ống 22. Con này đẹp. Rồi nó bị hỏng khóa, anh em về anh em thay khóa của em. S13 này. Tiếp theo này, em S14 này, L84, dài 60, ống 22, brand này đẹp này. S14 này. Cúp nó đây. Fortune này, S15 này, L84 dài 60, ống 22, ống 22. Đấy. Đây, màu xanh này, rất là đẹp này. Đây, trong này nó có một cái móc này. Đấy, trong này nó làm chi tiết này. Trong chi tiết rất là đẹp. Form size 32 này, hàng hiệu đấy anh em nhé, rất đẹp. Tiếp theo này, mã S16 này, L86 dài 73, ống 21. Đấy, con này kiểu form của basic này, form của basic này. Đây, cục này. Đây, của nó đây. Mã tiếp theo là S17 này, L78 này. Dài 55, ống 22. Con này anh em mặc theo kiểu như là nó bên trong này nó có họa tiết này. Đấy, mặc kiểu sắn sắn đây này. Đấy, con này anh em mặc mà đi biển này. Mặc đi biển đi chơi này, rất chất luôn, rất hay. S17 anh em nhé, L78 này, dài 55, ống 22. Con này chất này, này, này đẹp. Màu cam này, rất nổi luôn này. Trong này, trong tiếp màu cam này. Denim này, con này hàng hiệu nhá, denim này. Tiếp theo này, mã S18 này, L86 dài 62, ống 23. Con này vải mềm lắm này, thích lắm này. Đấy, một bên họa tiết túi này.
S18 này, L86 dài 62, ống 23. Này chất luôn. Chất luôn, cúc đẹp luôn này anh em này. Ben đẹp lắm. Tiếp đến là hàng vintage này, S19 này, L84 dài 59, ống 22. Ôi con này có hàng hiệu này. Cúc này. Tiếp đến là New Denim này, S20 này, L82 dài 58, ống 20. Ống 20. Đây, làm nhiều cái chi tiết nó cũng rất tỉ mỉ, rất đẹp. S20 anh em nhé. Ở mã S21 này, L90 này, dài 54, ống 24 của Jeanswear. Con này vải rất là mỏng này, mỏng mặc nhẹ này, mặc mùa hè rất mát này. Jeanswear. Tiếp theo này, mã S22 này, dài L96 này, dài 57, ống 26. Con này của quần túi hộp này, quần hộp này, quần hộp này, quần hộp này rất hay này. Mã S22 anh em nhé. Tiếp theo là mã S23 này, L84 dài 64, ống 20. Ống 20, con này kiểu co giãn anh em nhé, co giãn này. Đấy, màu rất là hay này. Màu khói khói này. Màu khói này. Đấy. S23 này. Một em hàng hiệu EEK này, cũng EEK này. Con này cũng kiểu Wrangler này, cũng cuộc thuộc Wrangler này, EEK này. Con này là S24 này, L82 dài 60, ống 23 này. EEK này. Con này đẹp lắm. EEK này, tem tác đủ này, mà có 99k rồi anh em nhé. Jordan này, S25 này, L82 dài 54, ống 23. Con này đẹp này, con này vẻ mềm lắm này, mỏng mềm lắm này. Của Giordano này, size 31 này, không size 31 này. Giordano này. Rồi, tiếp theo một em Juhao, con này hàng nội địa Trung này, S26 này, L102 dài 61, ống 26. Con này sờ mềm lắm. Vải con này em sờ rất thích này. Cực thích luôn. Rồi, tiếp theo này, em Lavaven này, S27 này, L90 dài 60, ống 24. Hai hộp, hai túi, một túi khóa, một túi không này. Đấy, một túi có cúc này, túi không này. Vậy rất là hay này. Rồi, một em con này đẹp lắm. Ui, con này sờ vải rất thích này, co giãn này, co giãn này. KB này, con này hàng hiệu anh em nhé, này siêu mới luôn, đẹp lắm. Đấy. S28 này. L72 dài 58, ống 24 này, có giãn này, kiểu quá chun anh em nhé,
con này hay này, ô này hàng S29 này, L76, dài 55, ống 21 này. Tiếp theo là một em này, Fellow này, S30 này, L80, dài 51, ống 23. Con này vải kiểu vải jean mỏng anh em nhé, jean mỏng này. Và nó không có giãn. Úp này. Tiếp theo là một em S31 này, L84, dài 60, ống 24. Trăm phần trăm cốt tông này, chất rất là đẹp. Tiếp theo này, mã S32 này, L90, dài 61, ống 24. Kiểu là kiểu đơn giản này. Đó, anh em mặc, chú mặc này, chú các bác mặc này. S32, L90, dài 61, ống 24. Tiếp theo này, S33 này, L80, con này kiểu hơi có giãn tí này, dài 55, ống 19 này. Đây, sau này. Cúp màu trắng này, của denim này. Con này mới lắm này, đẹp. S33 anh em nhé, L80. Tiếp theo này, một con này thì còn nguyên tem ở tác ở store này, S34 này, màu khói rất đẹp này, L90, dài 52, ống 23, kiểu co giãn anh em nhé, co giãn này, mặc thoải mái lắm này, cũng quần denim này, đây nó có bên này này, có cách điệu này, màu này, làm cho nổi bật cái quần lên rất là đẹp. Đằng sau cũng thế này, đằng sau nó có các chi tiết này, làm cho cái quần nó nổi hơn. Đấy, em mặc kiểu này, mặc kiểu sắn này. Đấy, này mặc đi biển này, đi chơi này. S34 này, L90, có giãn anh em nhé. S35 này, L94 này, con này không có giãn này, dài 57, ống 25. Đây, cúc của nó thì kiểu cúc cơ bản thôi. Khóa này. S35 anh em nhé. Tiếp theo này, mà S36 này, L86 này, dài 59 này, ống 21 này. Cúc này, cúc nó này. Khóa này. Tiếp theo này, S37 này, L94 này, dài 68, ống 23. S37 anh em nhé. Này, quả của nó này. Cúp này. Tiếp theo này, mã S38 này, L88, dài 49, ống 26. Ôi, con này đẹp này. Đấy, nó làm đằng sau tác rất là đẹp. Điệu rất là đẹp. Đây, con này kiểu dáng cơ bản thôi. Nhưng con này nó hơi ngắn anh em ạ. Con này có dài có 49 thôi, ống 88. S38 này. S39 này. Cũng kiểu cơ bản này, L80 dài 46, ống 21, kiểu quần ngắn này.
S39 này. L80 anh em nhé. Tiếp theo này, lại hàng hiệu này, Wayra này. S40 này, L92, dài 59 ống 26. Ống 26. Con này mềm lắm, phải mềm lắm. Tiếp theo này của Array này, con này hàng hiệu này, Array này, S41 này, L76, dài 60, ống 21. Con này rất vừa vừa này, hợp lý này. Array này. Đây. Quá này, rất là mới. Rồi, tiếp theo một con Washiway, cũng hàng nội địa chung, S42 này, con này kiểu sắn này anh em này. Đấy, kiểu sắn này. S42 này, L82 dài 67, ống 25. S42 này, L82 này. Tiếp theo này, em S43 này, L76 này, dài 58, ống 19. Ống 19, con này kiểu anh em là bụi bụi tí này, mặc đẹp này. Phong cách bụi bặm, đường phố. Con này gặp anh em nào S43 này, 76 này, tìm nhiều khi khó lắm. Nhiều khi có những con muốn tìm con này rất là khó. Ligao Jin này, S44 này, L82, dài 50, ống 21. Con này kiểu sắn sắn này, kiểu sắn sắn bụi bụi này. Đấy, rách rách này. Đấy, kiểu thế anh em nhé, không phải quần nó rách đâu. Hàng này toàn kiểu hàng mới này. Đây, em nhìn này, mới không? Denim này, có denim này. Tiếp theo này, S45 này, L74, dài 59, ống 21. Cũng hiệu này, của Array này. Array này. Đấy, con này chất sờ rất sướng. Array này. S45 này, L74, dài 59, ống 21. Con này cũng vừa tầm. Form size, rất dễ mặc. S46 này, L90, dài 52, ống 25. Ống 25 này. Ống 25 này, hàng này hàng Hồng Kông anh em nhé, em nói ngay từ đầu rồi. Nó sẽ không được nhiều hiệu như là cái hàng của Nhật, Hàn. Những hàng hiệu, những cái nào mà hàng hiệu thì em nói ngay hàng hiệu của những cái hàng này, nó là Hồng Kông. Gọi là hàng mới này, mới này, mới chất đẹp. Chứ nó không phải là hiệu cao cấp. Mã S47 này, L80 dài 54, ống 24. Này. S48 này, S48 này, L74 này, dài 59 này, ống 22. Đấy, con này hàng hiệu này. Đấy, trong này nó cũng có con hàng hiệu nhưng mà nó ít, lượng ít thôi. Con nào hiệu em nói. Không thì nó chỉ là cái hàng gọi là cũng là có thương hiệu nhưng nó không gọi là nổi tiếng. ESL này. Đấy, con này đẹp này. Cái họa tiết đằng sau này, nó làm rất là đẹp này. Tiếp theo này, mã S49 này. L78 dài 54, ống 22. Jeans wear. Cúc này. Ôi, cúc con này bị vỡ rồi. Con này em tặng nhá. S49 tặng này. 49 này. À, em đọc lại. S49 L78 này, dài 54, ống 22 này. Tiếp theo này. S50 này. L80 dài 51, ống 24. Ống 24. Đây.
túi nó kiểu kiểu rách này, xong kiểu sắn này. Đấy. Kiểu sắn cho anh em trẻ trẻ này. S50 này, ống 88 dài 51. L88 dài 51, ống 24 này. Tiếp theo này mã S51 này, L76 dài 52, ống 22 này, của Jean Square này. Con này kiểu hơi có giãn tí này, vải mỏng này, mát này. Tiếp theo này, mã S52 này, L84 dài 60, ống 22. S52 này, con này mới lắm này, đẹp lắm này. Không hiệu nhưng mà chất có giãn này, chất rất là đẹp. Tiếp theo này mã S53 này, L106 dài 61, ống 28. Ồ, to thế nhỉ. S53 này anh em này, L106 này, con này to này. Tiếp theo này, mã S54 này, L90 này, dài 65 này. Ống 26 này. Con này nó hơi bị nứt đây này, con này em tặng nhá. Con này hơi nứt đây này. Con em tặng nhá. Mã S54 này, tặng này. Khúc nào hay phết này. Cũng có làm kiểu hình cái quần đây này. L90 dài 65, ống 26 này, mã S54 này. S54 này. Tiếp theo này, S55 này, L74 này, dài 57 này, ống 22, ống 22. Ống 22. Champion anh em nhé, Champion. Tiếp theo này, S56 này, L80 dài 68, ống 18 này. Con này kiểu co giãn này, co giãn này. Đấy, cũng kiểu bụi bụi cho anh em này. Cúc này. Một em cũng hiệu này, Playboy này. Playboy này, con này đắt lắm này. Logo theo này. Mã S57 này, L88 này, dài 61, ống 23. Ngoài đẹp, ngoài đẹp lắm. Cúc nó này. Bóng quán. Mã S58 này. Jusarali S58 này, L88 dài 60, ống 22,5 này. Kiểu ống rộng này. Kiểu ống rộng này. Tiếp theo S59 này, L76 dài 55, ống 22. Một em jeans square này, con này vải rất là mỏng này, màu dễ mặc này. S60, L94 dài 57, ống 25. Túi này. Cục nó này. Con này chưa cắt cái móc ở đây này, này mới nguyên. Vải rất là đẹp. Tiếp theo này, S61 này, L86 dài 61, ống 22. Con này nó lại hơi nứt ở đây, con này em tặng nhá. Con này em tặng này, mã S61 tặng này. Con này đây, con này cũng chưa cắt này luôn này, chưa ai mặc này. Có điều nó hơi bị nứt ở đây thôi. Rồi em cùng một bàn nữa còn nứt này. S26 này, L86 dài 61, ống 22 này. Một em của DS qua. S62 này, L78 này, dài 58 này, ống 19 này. Ống 19 này. Con này đẹp này. Này.
Quá này. S62 L78 anh em nhé. L78 dài 58 này, ống 19 này. Tiếp theo này, MS63 này, mã S63 này, L92 dài 55, ống 24, dài 55, ống 24. Đây, này nó có thêm một miếng da ở đây này. Rất là đẹp. Ở tiếp theo này, lại một em Playboy này, VIP này. Cũng hàng hiệu này, S64 này, L74 này. Dài 56 ống 20 này. Đây, sáng bóng này. VIP này. Đây, VIP này. Rồi, tiếp theo một em con này hàng khủng này. S65 này, L80, dài 71, ống 30. Đấy, con này anh em là hip hop này. Đấy. Nhảy nhót này. Đấy. Đẹp luôn, thêu này. Hunter này. Chất luôn. Con này nặng lắm. Này vải kỳ dày dặn luôn. Những cái hàng mà em đã lên bán cho anh em ấy thì là đều là em đã kiểm tra hết rồi. Khóa khiếc rồi, độ mới này. Độ mới này. Đấy, lỗi này là em, những cái hàng lỗi này em chỉ có tặng cho em, không bao giờ em bán cho anh em. Kể cả đến cái lúc đóng hàng mà chẳng may những cái lỗi đấy mà em phát hiện ra ấy, thì là em tặng luôn cho em, không bao giờ lấy tiền khách hàng cả. Với khách hàng là mua của em rồi biết. Mã S66 này, L94 này, dài 71, ống 25. Con này kiểu túi hộp này. Ủa này, nặng lắm này. Ui, chất kỳ luôn. Ui, nhìn cúc này. Ui, đẹp lắm anh em ạ. Đây, cúc của nó này. Cúc của nó lại nó lại còn kiểu rích rắc này. Con này, con này của Levi à? Con này của Levi anh em nhé. Mã 99K rẻ quá nhỉ. 99K anh em nhé. Túi hộp đẹp lắm này. S66 này, L94 này. Dài 71, ống 25 này. Anh em nào con này gần đấy thì mặc thêm thắt lưng mặc đẹp. Con này hàng đẹp này. Con này hàng đẹp này. S67 này, L94 này. Dài 48, ống 32. Kiểu mặc rộng này, rộng này, đeo khóa quần, đeo thắt lưng vào này. Rồi tiếp theo S68 này, của Jean Square này, con này vải mỏng này, vải mỏng này. Màu xanh này, màu cơ bản này. S68 này, L94 này, dài 57, ống 23 anh em nhé. Đây, đáp này. Cúc này, rất là mới. Khóa này. Tiếp theo mã S69 này, L94 này, dài 57, ống 26 này. Con này rất mỏng này, mỏng nhưng mà không có giãn anh em nhé. Đấy, con này Giordano này. Giordano này. S69 này, L94 dài 57, ống 26 này. Rồi, mã cuối cùng ngày hôm nay này. S70 này, L78 này, dài 57, ống 22. Đấy, dài 57, ống 22 này. Đấy. Quá này. Rồi, vậy là em đã lên hết tổng cộng là 70 mã S ngày hôm nay. Thì cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi video. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với em theo số hotline ở bên dưới video. Anh em nào mà đặt hàng thì 2 chiếc trở lên thì em sẽ free ship nhé. Và mua 3 tặng 1. Rồi, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhé. Bye bye.